tượng giây phút này để lượt qua đôi nét về hội dòng chúng con. Xin kính mời sơ đại diện. Hội dòng Thánh Phaolô, œuvre de Saint Paul, được khai sinh từ con tim của một vị linh mục, kinh sĩ Joseph Sartre. Bối cảnh lịch sử, bầu khí tinh thần và tôn giáo của nửa sau thế kỷ 19 ở Fribourg, Thụy Sĩ, cũng như ở châu Âu, quả thật sẽ là một trong những yếu tố quan trọng định hướng hoạt động của kinh sĩ Joseph Sartre. Việc say mê kinh thánh, kinh nghiệm vật lộn với đêm tối đức tin và cuộc gặp gỡ với Thánh Phaolô của thầy Joseph khi còn ở chủng viện là một yếu tố quyết định làm nên con người chiêm niệm và tông đồ nơi vị sáng lập. Bởi vì từ đây Thánh Phaolô trở thành thầy dạy, thành gương sống của thầy. Những trải nghiệm của một thời đau khổ vì cái nghèo, những sự cố gắng trong học tập, sự cám dỗ của báo chí xấu, cuộc gặp gỡ với Thánh Phaolô và một xã hội bài trừ tôn giáo đã làm nên một linh mục chỉ sống cho Chúa và giáo hội của người. Đến nỗi, lời giảng của Ngài luôn hùng hồn và nồng cháy về tình yêu của Chúa Kitô. Nhưng điều Ngài ấp ủ không phải chỉ là giảng trên tòa giảng, mà là trên các phương tiện truyền thông, báo chí. Làm sao cho sách báo, đầu mối của sự hư mất, trở thành đầu mối của sự cứu rỗi? Sách báo phải trở mở ra cho các linh hồn mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô là ngôi lời nhập thể và là đấng cứu độ. Sách báo phải giúp chúng ta hiểu biết và yêu mến giáo hội cùng với các bí tích và tín lý không thể sai lầm của giáo hội. Ngài nói với một người bạn, báo chí là một hoạt động tông đồ, nhà in là tòa giảng. Ai không muốn nghe lời chân lý trong nhà thờ, chúng ta phải đi tìm họ, phải rao giảng trên các mái nhà. Đó là mục tiêu của Ngài quyết định thành lập tờ báo Công giáo đầu tiên ở Thụy Sĩ. Và đó cũng là mục tiêu của hội dòng Thánh Phaolô mà Ngài thành lập sau này. Hội dòng Thánh Phaolô được khai sinh. Cha Joseph Sodere ước muốn thành lập một hội dòng gồm các linh mục, nam nữ tu sĩ hiến dâng cuộc đời qua ba lời khuyên phúc âm để phụng sự Chúa và phục vụ con người, hầu quy tụ tất cả dưới vương quyền của Đức Kitô Giêsu. Tuy nhiên, điều này diễn ra thế nào và khi nào vẫn luôn là điều cha khẩn cầu ý Chúa. Trong bầu khí các giới thù nghịch biểu tình tạo sức ép trên những người điều hành nhà in Công giáo Thụy Sĩ, Chúa Thánh Thần soi sáng cho cha nhận ra đây chính là thời điểm Chúa muốn với những thiếu nữ hội con Đức Mẹ do cha linh hướng mà cha lập dòng và để họ trở thành những chiến sĩ của báo chí. Ngày 8 tháng 12 năm 1873, lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, cha nói với các chị, các con có đủ can đảm rời bỏ gia đình, khoác vào mình tấm áo công nhân và để cho các bàn tay của mình lem luốc vì tình yêu đối với Đức Giêsu Kitô và vì phần rỗi các linh hồn qua báo chí không? Với lòng hân hoan và quảng đại, các chị đồng ý. Giờ đây các chị đã có một mục tiêu hành động là hoạt động tông đồ qua báo chí. Đã có một vị bảo trợ, Thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại. Đã có một phương châm kép là sống trong Đức Kitô để đưa tất cả về với người. Đã có một luật sống, bài ca Đức Ái, chương 13, thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Những nền móng đầu tiên của hội dòng Thánh Phaolô đã được thiết lập. Đây quả là một công việc táo bạo nhất cho thời đại còn rối loạn và cấm cách. Cha nói với các chị, các con thân mến, chỉ với các con, cha mới thành lập hội báo chí rộng lớn bao la mà cha mơ ước. Nhờ đó cha muốn đến với toàn thế giới.
hội dòng được chúc lành từ các đức giáo hoàng. Hội dòng được thành lập đầu tiên tại Fribourg ngày 8 tháng 12 năm 1873, nơi có nhà in Saint-Paul, xuất bản tờ nhật báo La Liberté. Năm 1874, Đức cha Antim Manley, giám mục giáo phận Lausanne đã chuẩn y. Cũng năm này, cha Sodere đã bung hội dòng ra thế giới, ra khỏi biên giới Thụy Sĩ để thành lập các cộng đoàn ở thủ đô Paris và rồi ở các vùng lân cận trong nước Pháp. Ngày 10 tháng 2 năm 1875, hội dòng đã được Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 cổ vũ lần đầu. Trong chiếu thư ngày 26 tháng 3 năm 1879, năm thứ hai của triều đại giáo hoàng, Đức Thánh cha Leo thứ 13 ban phép lành tòa thánh cho mọi thành viên và cho những ai là đối tượng sự chăm sóc của hội dòng. Lịch sử hội dòng Thánh Phaolô Thiện Bản tại Việt Nam. Ý Thiên Chúa thật nhiệm màu, trong những năm 1940, có một số chúng sinh Việt Nam theo học và được thụ phong linh mục tại trường truyền giáo Roma, trong đó có cha Vinh Sơn Trần Ngọc Thủ thuộc giáo phận Phát Diệm. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cha Trần Ngọc Thủ với bề trên và phó bề trên tổng quyền thật là đặc biệt. Đây là lần đầu tiên các lữ tu dòng Thánh Phaolô được tiếp xúc với các linh mục Á Châu. Các vị bề trên đã ngỏ ý xin cha Thủ khi về Việt Nam tìm gửi ơn gọi cho hội dòng. Việc ngỏ ý này trùng hợp với ý định của Đức cha Anselmo Lê Hữu Từ, giám mục Phát Diệm. Ngài ước ao mở một nhà in công giáo nhỏ cho giáo phận của Ngài. Để thực hiện dự định này, Đức cha Asimo Lê Hữu Từ đã gửi một thiếu nữ Việt Nam, sau này là nữ tu Catherine Ansen Trần Thị Kim Bảo, đến Phi Bua nhập dòng vào cuối tháng 9 năm 1949. Đến năm 1967, đã có 11 nữ tu Việt Nam khấn dòng tại Thụy Sĩ. Trong khi chờ đợi trở về Việt Nam như đã dự định, các nữ tu tiếp tục được gửi đi hoạt động tông đồ tại các nước châu Phi và châu Âu, nơi có hội dòng hiện diện. Sự kiện này như một bước chuẩn bị cho việc lập dòng ở Việt Nam. Thành lập hội dòng Thánh Phaolô Thiện Bản. Thiên Chúa luôn có những hoạch định bất ngờ cho ta. Trong số 11 nữ tu người Việt ở Thụy Sĩ, có sơ Susan Cecil Singh thuộc giáo xứ Tân Định. Trong một lần về thăm quê hương, chị đã đến chào Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi, khi ấy Ngài là cha sở giáo xứ Tân Định. Ngài nói với chị, tại sao các sơ đi truyền giáo ở khắp nơi, sang cả châu Phi, mà ở Việt Nam lại không có hội dòng này? Sơ xin thưa, nếu cha muốn, và điều đó đẹp ý Chúa. Và rồi ước mơ của cha sở đã thành hiện thực. Đáp lại lời mời gọi của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, ngày 30 tháng Giêng năm 1974, ba nữ tu Catherine Ansen Trần Thị Kim Bảo, Therese Emmanuel Trần Thị Lan và Anne-Érile Bùi Thị Thảo được hội dòng sai về quê hương thành lập cộng đoàn đầu tiên tại Sài Gòn. Với đặc sủng chuyên biệt, Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã thêm từ Thiện Bản vào tên hội dòng, làm nổi bật đặc sủng của hội dòng về truyền thông, sách báo tốt. Hoạt động tông đồ tại Việt Nam. Ngay khi về Việt Nam, các chị đã được tham gia trực tiếp vào nhà in, nhà sách Caritas của Tổng Giáo phận Sài Gòn. Chưa được bao lâu, biến cố 1975 đến, mọi sự thay đổi. Thế nhưng, trong hoàn cảnh hạn hẹp nhất, các chị không bỏ cuộc mà sắc tín hơn. Sứ mạng của mình là loan báo tin mừng bằng sách báo, là sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Hiện nay, hội dòng sống sứ mạng của mình tại Sài Gòn, Hà Nội, Đà Lạt, Bảo Lộc, Xuân Lộc. Nơi ấy, các chị em tiếp tục sứ mạng với thư viện, văn khố, văn phòng, các nhà sách, xuất bản sách báo công giáo
và những công việc mục vụ khác. 50 năm một chặng đường chưa phải là dài đối với một hội dòng ở Việt Nam. Nhưng để viết tiếp những chặng đường phía trước, chúng con lại cậy dựa vào ơn Chúa và phó thác vào lòng thương xót của Ngài. Như Đấng Sáng Lập hay nhắc nhở, hội dòng là của Chúa, tương lai hội dòng nằm trong tay Chúa. Xin Thiên Chúa viết tiếp công trình của Thánh Phaolô tại Việt Nam. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho hội dòng chúng con được có thêm nhiều ơn gọi tốt lành và say mê sống sứ vụ, cung cấp lương thực nuôi dưỡng trí tuệ con người bằng sách báo in ấn và các phương tiện truyền thông để quy tụ tất cả trong Đức Kitô. Chúng con xin hết lòng tri ân.